ấy tin vui cho người. Ấy một đêm rất xa vời, ngàn vì sao lung linh sáng soi nơi miền Bethlehem. Bọn một đồng nghe vang khúc ca, thiên thần báo tin mừng vui thay hôm nay Giêsu con trời giáng sinh. Ấy là đêm Chúa ra đời, tại chuồng chiên đơn sơ máng rơm không nệm gối êm. Vì lòng Ngài yêu thương thế nhân nên Ngài phó thân, để muôn dân hôm nay nhận được tình yêu Thiên Chúa. Thật Chúa đã đến vì quá yêu con người đang mãi đi trong lỗi lầm, tìm đến cứu Chúa nhận tình yêu nơi Cha. Ngài sẽ lau khô dòng nước mắt, Ngài sẽ xóa hết mọi buồn lo trong anh, và anh sẽ đắc thắng luôn mỗi ngày, tìm lại niềm vui nơi Cha và tình yêu Cha dành cho anh. Người hỡi có biết vì có sao Giêsu đã đến trong nơi khó nghèo, vì Chúa đã đến tìm người mãi mê đi trong tâm tôi. Nào hãy cất tiếng tìm lại Cha yêu thương, nguồn sự sống Chúa mãi luôn tuôn đầy, từng ngày trôi qua trong anh lòng bình an, hy vọng Cha ban cho anh và tôi. Một đêm rất xa vời, ngàn vì sao lung linh sáng soi nơi miền Bethlehem. Bọn một đồng nghe vang khúc ca, thiên thần báo tin mừng vui thay hôm nay Giêsu con trời giáng sinh. Ấy là đêm Chúa ra đời, tại chuồng chiên đơn sơ máng rơm không nệm gối êm. Vì lòng Ngài yêu thương thế nhân nên Ngài phó thân, để muôn dân hôm nay nhận được. Thật Chúa đã đến vì quá yêu con người đã đi trong lỗi lầm, tìm đến cứu Chúa nhận tình yêu. Ngài sẽ lau khô dòng nước mắt, Ngài sẽ xóa hết mọi buồn lo trong anh, và anh sẽ đắc thắng luôn ngày, tìm lại niềm vui nơi Cha và tình yêu Cha dành cho anh. Người hỡi có biết vì cớ sao Giêsu đã đến trong nơi khó nghèo, vì Chúa đã đến tìm và cứu những bước người mãi mê đi trong tâm thôi. Nào hãy cất tiếng tìm về Cha yêu thương, nguồn sự sống Chúa mãi luôn tuôn đầy, từng ngày trôi qua trong anh lòng bình an, hy vọng Cha ban cho anh và tôi. Thật Chúa đã đến vì quá yêu con người đang mãi đi trong lỗi lầm,
tìm đến cứu chúa nhận tình yêu nơi cha ngài sẽ lau khô dòng nước mắt ngài sẽ xóa hết mọi buồn lo trong anh và anh sẽ đắp thắm luôn mỗi ngày tìm lại niềm vui nơi cha và tình yêu cha dành cho anh người hỡi có biết vì quá sao Giêsu đã đến trong nơi khó nghèo vì Chúa đã đến tìm và cứu những bước người mãi mê đi trong tâm tôi hãy cất bước tìm mẹ cha yêu thương nguồn sức sống của mãi luôn tuôn đầy từng ngày trôi qua trong anh lòng bình an hy vọng cha ban cho và tôi.